Hội Anh Em Dân Chủ là tổ chức phản động. Năm 1999, Nguyễn Văn Đài đã gia nhập Hội Thánh Tin Lành ở Hà Nội. Dùng cây vò, tín đồ đạo tin lành để thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với một số nhân viên sứ quán nước ngoài. Kết quả năm 2006, được mời sang Mỹ dự cái gọi là chương trình khách thăm quốc tế với cái chủ đề những nhà hoạt động dân chủ cơ sở. Đài con cùng tổ chức khủng bố Việt Tân, câu mắc một số đồng bọn đội lốt các hệ phái tin lành để nhận sự hỗ trợ ngấm ngầm từ bên ngoài. Ngày 3 tháng 3 năm 2007, hắn bị bắt, bị kết án 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội, tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam từ ngày mùng 5 tháng 3 năm 2011 đài được ra tù đến ngày 24 tháng 4 năm 2013 chứng nào tật nấy khởi xướng thành lập hội anh em dân chủ hầu kết nối các hoạt động chống phá trước đó hội anh em dân chủ ngụy xưng là hội tập hợp những anh em có cùng chi hướng cùng quan điểm cùng niềm tin cùng nhau chia sẻ những khó khăn gian khổ cũng như những niềm vui hạnh phúc nhưng thực chất đây là một tổ chức phản động nó được tổ chức khủng bố việt tân các cá nhân tổ chức phản động lưu vong tại mỹ úc cung cấp tài chính nó phối hợp với các tổ chức phản động lưu vong đứng ra tổ chức các khoa huấn luyện đào tạo về cách thức chống phá chính quyền dưới hình thức bất bạo động và cách thức đối phó với các cơ quan chức năng sau nhiều năm hoạt động nó đã tạo ra mạng lưới thành viên ở một số địa phương và trở thành nơi tập hợp của các phần tử chống đối đảng và nhà nước. Ngày 15 tháng 4 năm 2018, trong phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Văn Đài cùng đồng phạm với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được quy định tại Điều 79 Bộ Luật Hình Sự, Nguyễn Văn Đài đã bị tuyên 15 năm tù giam và 5 năm quản chế. Nguyễn Trung Tôn, 12 năm tù giam và 3 năm quản chế Trương Minh Đức 12 năm tù giam 3 năm quản chế Lê Thu Hà 9 năm tù giam và 2 năm quản chế Nguyễn Bắc Truyền 11 năm tù giam và 3 năm quản chế Nguyễn Văn Trội 7 năm tù giam và 1 năm quản chế Trong đó Đài là đối tượng cầm đầu Đóng vai trò chủ mưu Lập dự án và liên hệ với các tổ chức cá nhân ở nước ngoài Để vận động ủng hộ nhận số tiền là 71.726 USD và 9.161,31 euro tài trợ trực tiếp tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa sở dụng nghĩa Việt Nam. Về chính sách khoan hồng của Đảng và Nhân nước ta ngày 7 tháng 6 năm 2018, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đã được đi tị nạn sống lưu vong tại Đức nhưng ngựa quen đường cũ đài tiếp tục có nhiều hoạt động vu cáo xuyên tạc chỉ đạo mạng lưới trong nước hoạt động chống phá ra sức kết nối một số cá nhân tổ chức quốc tế kích động can thiệp vào công việc nội bộ nước ta tại châu âu hắn đã gặp gỡ xuyên tạc vu cáo tình hình dân chủ nhân quyền việt nam trực tiếp tiếp xúc vận động một số phái đoàn ngoại giao một số nghị sĩ của eu để thông qua dự luật manichai thúc đẩy các tổ chức NGO kêu gọi cản trở hiệp định thương mại EVFTA. Tại Mỹ, đài luồn lách gặp gỡ nhiều cơ quan trong chính phủ Hoa Kỳ, gặp một số dân biểu và các tổ chức phi chính phủ như NED, Freedom House, Ủy ban Tự do Tuần giáo Quốc tế để vu cáo xuyên tạc nhằm tạo ra nhận thức sai lệch tình hình dân chủ, nhân quyền ở trong nước qua đó kêu gọi các tổ chức cá nhân gây sức ép ra điều kiện can thiệp vào Việt Nam. Hội Anh Em Dân Chủ thực chất là một tổ chức phản động, tập hợp lực lượng huấn luyện mở rộng các hoạt động chống phá, chờ thời điểm thích hợp sẽ thúc đẩy cái gọi là cách mạng đường phố, gây sức ép công khai hoạt động, đối đầu với chính quyền, hướng tới mục tiêu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Hội anh em dân chủ và sự thật đằng sau cái tên. Hội anh em dân chủ là một tổ chức phi chính phủ do người Việt Nam tự thành lập từ năm 2013 với tuyên ngôn là cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức trong quá trình đấu tranh bảo vệ quyền con người và vận động xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ, công bằng và văn minh. Thực chất đây là một hình thức che đậy sự thật trốn dưới cái vỏ bọc dân chủ bên ngoài để tập hợp những kẻ phản động. Thủ đoạn của chúng là lợi dụng những chủ đề nóng của xã hội đất nước được đông đảo dư luận quan tâm nhưng dẫn dắt một cách lắt léo, cố tình thêm vào những chi tiết không đúng sự thật và đưa ra những quan điểm thù địch cá nhân nhằm tác động đến tư tưởng lập trường của người dân. Chúng còn hùng hồn khẳng định rằng không thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Mặc dù không thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam như tuyên bố, hội anh em dân chủ lại hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tất nhiên là không có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Điều đó đồng nghĩa với việc tổ chức này đã làm trái với khoản 1, 2, điều 3, Nghị định 88 trên 2003 trên NDCP ngày 30 tháng 7 năm 2003, tức là vi phạm luật pháp Việt Nam qua vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong. Trước đây mạng xã hội lẫn các nền tảng truyền thông được một phen dậy sóng với trường hợp của quân nhân sinh năm 2002 Trần Đức Đô quê tại Bắc Ninh tử vong khi đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Thái Nguyên. Đây là vụ việc mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thu hút rất nhiều sự quan tâm chú ý. Lợi dụng điều đó, mặc dù chưa có kết quả điều tra chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền nhưng tổ chức này đã ngang nhiên kết luận cái chết của em Trần Đức Đô đã chìm cả hệ thống chính trị vào cuộc để áp gia đình trôn sự thật theo đồ xuống cửu tuyển chỉ với một câu hỏi nghĩa vụ quân sự hay nghĩa vụ tự tử chúng đã xuyên tạc sự thật định hướng dư luận theo chiều hướng tiêu cực khiến cho một bộ phận người đã xuất hiện tư tưởng sau này có con trai cũng sẽ không bao giờ cho nó đi nghĩa vụ môi trường quân đội côn đồ cùng hàng loạt luận điệu xuyên tạc trong các bài viết khác nhằm mục đích bôi nhọ hình tượng bộ đội vốn vô cùng đẹp đẽ trong lòng nhân dân từ xưa đến nay. Đến vaccine COVID-19 Tối ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021, tại nhà hát lớn Hà Nội, lễ ra mắt quỹ vaccine phòng chống COVID-19 được tổ chức đây là quỹ của lòng nhân ái, của tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam, cũng là một giải pháp căn cơ lâu dài mang tính chiến lược và quyết định của chúng ta bà dana flower trưởng ban đại diện của unicef tại việt nam trong cuộc trao đổi với phóng viên khánh vân đã đánh giá rất cao và bày tỏ thái độ hoan nghênh đối với quỹ đóng góp chung này bà cho rằng ở mọi quốc gia chính phủ cần đóng vai trò là đơn vị quản lý và kiểm soát quá trình mua và đảm bảo phân phối vaccine cách an toàn Tuy nhiên trên trang Facebook của Hội Anh Em Dân Chủ ngày 15 tháng 6 năm 2021, một bài viết với nội dung phản biện sự kêu gọi của chính phủ được đăng bởi tài khoản NTA, một kẻ phản động khét tiếng với động cơ thiếu trong sáng và nhận thức ấu chỉ Hắn tỏ thái độ chán trường bực bội khi Bộ Y tế léo nhéo nhắc nhở phải đóng góp ủng hộ quỹ vaccine đó là hành động đi ngược lại tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Đồng thời hắn cũng gọi đó là nỗi nhục của đảng khi phải ngửa tay nhận tiền của từng đứa trẻ 7 đến 8 tuổi, nhận cả tiền dành dụng mua quan tài của các cụ già gần đất xa trời. Liệu có đúng như lời hắn nói hay không? Hay sự thật là đảng và nhà nước luôn luôn chăm lo cho nhân dân? Covid-19 đã và đang ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người lao động và các doanh nghiệp. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, Nghị quyết số 68 của Chính phủ được ban hành nhằm đưa ra những chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch. Bên cạnh đó, thông báo số 160 trên TB VPCP của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine như tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về pháp lý cơ chế. Cuối cùng là sự thật đằng sau cái tên Như đã nói xuyên suốt ở trên Hội anh em dân chủ là một tổ chức Treo đầu dê bán thịt chó Nước bóng các vấn đề xã hội Nhằm quy nạp những tên phản động Lại với nhau thành một hội của tổ chức Theo báo cáo của Digital 2021 Của Hút Và WS Concert tin tháng 1 năm 2021 số lượng người dùng Internet tại Việt Nam là 68,72 triệu người. Không gian mạng chính là một nơi được các thế lực thù địch bao gồm hội anh em dân chủ lợi dụng triệt đề nhằm xuyên tạc chống phá đảng và nhà nước. Những tên cầm đầu như Nguyễn Văn Đài, Trương Minh Đức, Lê Thu Hà và các đồng bọn khác đã bị xử phạt tổng cộng 66 năm tù và 17 năm quản chế vì tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Tuy nhiên tổ chức này vẫn hoạt động cho đến ngày nay và nhận được một lượng theo dõi tương đối lớn và ngày càng có nhiều đối tượng đang có ý định phá hoại tổ quốc tham gia vào. Mặc dù cố gắng ngụy trang bằng lớp vỏ bọc dân chủ, nhưng tổ chức này dần thể hiện rõ bộ mặt thật. Cái dân chủ mà chúng luôn hô hào đề cập đến thực ra chỉ là công cụ để che đậy những hành vi mưu đồ đen tối bên trong. Tuy nhiên, vài thưa thì đâu che được mặt thánh bên cạnh những kẻ vì những luận điệu xuyên tạc vô căn cứ của hội anh em dân chủ mà lung lay quan điểm mất đi niềm tin vào đảng và nhà nước vẫn có những người giữ được tỉnh táo giữa biển thông tin xấu độc nhận ra đây là một tổ chức phản động và để lại những cảnh giác cho người đến sau chúng ta cần phải vô cùng cẩn thận đề cao tinh thần cảnh giác khi tiếp xúc những nguồn thông tin không chính thống trên không gian mạng tránh để bản thân trở thành miếng mồi béo bờ cho những phần tử có ý đồ không trong sáng lợi dụng lôi kéo chiêu trò lạc điệu của cái gọi là hội anh em dân chủ xây dựng một xã hội thực sự vì con người chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và trà đạp lên phẩm giá con người Xã hội thực sự vì con người này chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội, cũng là mục tiêu con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã chọn và đang kiên định kiên trì theo đuổi. Nhìn vào bảng so sánh của Ngân hàng Thế giới, chúng ta thấy rất rõ điều này hơn bao giờ hết. Chúng ta thấy ở thời điểm năm 1988, GDP bình quân đầu người của nước ta chỉ có 300 USD, thì đến năm 2022 con số này đạt gần 4.500 USD và hiện nay là 5.062,9 USD, tăng hơn 31,5 lần trong vòng 35 năm đưa ra số liệu này để chúng ta thấy sự nỗ lực lớn lao mà không phải đất nước nào, dân tộc nào cũng làm được như thế. Có thể thấy một điều rõ ràng là trong một xã hội mà đó con người với con người được đối xử bình đẳng trong xã hội cũng như trong các cơ hội tiếp cận các nguồn lực của xã hội có được điều là do sự lãnh đạo của Đảng cùng sự đồng lòng của nhân dân. Về cơ cấu tỷ lệ hộ nghèo trong xã hội, tính đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới ở nước ta giảm xuống chỉ còn 4,8%. Sau 3 thập niên tỷ lệ hộ nghèo Việt Nam đã giảm hơn 10 lần. Với những minh chứng như vậy cho thấy sự chống phá của hội anh em dân chủ thật nực cười và vô lý. Phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Ở đây có thể thấy rằng nhìn chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dưới góc độ là một chế độ xã hội thì nhà nước ấy phải là một chế độ vì con người, một chế độ xã hội nhân văn, nhân ái vì cuộc sống của nhân dân, vì nhân dân phụng sự, chứ không phải xã hội chỉ vì lợi nhuận của một người, một nhóm người nào trong xã hội. Mà trong đó thì chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta là xử lý và giải quyết đúng đắn các mối quan hệ giữa tăng trưởng phát triển kinh tế và tiến bộ công bằng xã hội, chăm lo an sinh xã hội đó là lợi ích của nhân dân mà nói như tổng bí thư nguyễn phú trọng đã khẳng định trong bài viết của mình xét trên nhiều phương diện người dân việt nam ngày nay có các điều kiện sống tốt hơn so với bất cứ thời kỳ trước đây rõ ràng phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản có cùng mức phát triển về kinh tế từ thực tiễn chỉ đạo và lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua gần 40 năm đổi mới đã minh chứng và chỉ rõ cho chúng ta điều này. Đặc trưng cơ bản một thuộc tính quan trọng của định hướng xã chủ nghĩa trong kinh tế thị trường Việt Nam là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Tức là Hiện nay Việt Nam không chờ đến khi kinh tế đạt đến trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Và do vậy xã hội mà chúng ta đang lựa chọn và xây dựng càng không thể hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Mà ngược lại chúng ta xây dựng một chế độ mà ở đó mỗi chính sách quyết sách kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội vì con người, vì dân tộc Việt Nam mỗi chính sách xã hội phải nhằm tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như hướng tới chăm sóc những người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích làm giàu hợp pháp phải đi đôi với xóa đói giảm nghèo bền vững và do đó đây cũng chính là yêu cầu của tính nguyên tắc để bảo đảm sự phát triển lành mạnh bền vững của xã hội Việt Nam trên con đường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây chính là những giá trị cao đẹp mà nhân dân Việt Nam đã lựa chọn một xã hội như thế và cũng chính điều này. Những người của hội anh em dân chủ không hiểu được hoặc cố tình không hiểu. Thực tiễn minh chứng cho thấy, thành công mẫu mực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay trên thế giới là một tấm gương phòng trào cách mạng thế giới. Do vậy nhân dân chúng ta luôn tin tưởng và đi theo con đường đó. Và chính con đường mà chúng tôi lựa chọn đã giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội những năm 90 của thế kỷ 20. Và ngày nay sự phát triển toàn diện về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh càng khẳng định tính tất yếu và đúng đắn của nhân dân Việt Nam lựa chọn chế độ này dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ việc lựa chọn xây dựng một chế độ xã hội của chúng tôi mà sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội luôn là mục tiêu hướng tới của cả dân tộc Việt Nam từ khi có đảng và đi theo đảng. Nhìn mục tiêu này Chúng tôi có phải so sánh với cái thế giới mà hội anh em dân chủ đang gào thét của Vũ ấy có gì? Trong tác phẩm Tư bản thế kỷ 21 của tác giả Piketty là một minh chứng cho thấy cái thiên đường mà như các ông đang nói nó có thực sự như thế hay không? Trong Tư bản thế kỷ 21, thông qua phân tích về sự vận động của phân phối thu nhập và tài sản tại chính nội tại các nước phát triển, Piketty đã cho thấy phân phối của cải là một vấn đề chính trị phức tạp, quy định sự ổn định của các xã hội dân chủ hiện đại mà các nước phương Tây đã gặp phải. Piketty đã chỉ ra trong quan hệ Kunet cho thấy sự phát triển kinh tế sẽ kéo theo các bất bình đẳng thu nhập của các nước ở phương Tây. Với số liệu thực chứng, tác giả đã cho thấy các bất bình trong thế kỷ 21 này là một sản phẩm hệ lụy kéo dài của những bất bình đẳng trong xã hội của các thế kỷ trước đó cộng lại. Do vậy, Piketty đã kết luận rằng chính chủ nghĩa tư bản đã sản sinh ra bất bình đẳng ngày càng to lớn và làm cho bất bình đẳng đó ngày càng nặng nề hơn. Từ các số liệu của Piketty đưa ra, hội anh em dân chủ sẽ giải thích về điều này như thế nào đây? Hay lại cố tình lờ đi như đánh luận rằng đó chỉ là ý kiến của cá nhân tác giả? Cũng trong tác phẩm này, Piketty đã châm biếm đối với cái xã hội mà hội anh em dân chủ đang cổ suý như sau cánh cửa của những dân chủ khát vọng bình đẳng chỉ là những ảo tưởng cánh cửa đó đã đóng sập lại ngay từ những năm 1975 bất bình đẳng về thu nhập của người dân Âu Châu đã bắt đầu quay trở lại và ngư trị trong toàn bộ gia đình châu Âu và đất nước được xem là hình mẫu đi đầu của bình đẳng và dân chủ nhất dẫn dắt thế giới thì ngay trong chính lúc này đây lại đang là nước có tỷ lệ bất bình đẳng cao nhất toàn cầu. Piketty đã cho thấy, với số liệu vào một bức tranh thật giật mình, 1% người Mỹ đã chiếm 20% toàn bộ thu nhập hàng năm của xã hội Mỹ và 10% số người tiếp theo chiếm khoảng 50% tài sản còn lại. 90% dân số Mỹ còn lại chiếm 3% tổng thu nhập của toàn bộ nước Mỹ. Về tài sản tích lũy thì độ tập trung vốn trong giới siêu giàu còn cao hơn cả độ tập trung thu nhập. Một phần trăm người giàu có sở hữu 35% tài sản của nước Mỹ, 10% chiếm tới 50% tài sản của nước Mỹ và 90% nhân dân lao động của nước Mỹ còn lại chiếm gần 20% tổng tài sản quốc gia. Xu hướng này xảy ra khắp nơi, mặc dù châu Âu hơi chậm chân hơn so với nước Mỹ nếu chúng tôi lấy và dẫn chứng những số liệu của các nhà khoa học trong nước ra nhắc thì chắc chắn là hội anh em dân chủ sẽ xông lên phản đối với chúng tôi bằng đủ mọi sự chê bai và chỉ trích còn đây tôi dẫn chứng những số liệu của một tác giả sống trong lòng chủ nghĩa tư bản làm bằng cớ cho cái gọi là bình đẳng tiến bộ văn minh của hội anh em dân chủ thì chắc là không thể sai về những gì đang tồn tại trong thế giới ấy rồi nếu giàu có và thực sự phồn vinh của tất cả mọi người trong xã hội thì là điều mà cả nhân loại đang hướng tới. Nhưng trong chính sách xã hội các ông giàu có là điều không bàn cãi, tuy nhiên bên cạnh sự tột cùng giàu có đó thì bất bình đẳng trong xã hội, hội em dân chủ tôn thấy lại trở thành một cực, một khoảng cách vô cùng tận trong xã hội, thì sự giàu có ấy có thực sự là cái nhân loại khát vọng hay không? Do vậy theo tôi thay vì chỉ biết lên các diễn đàn phê phán bóp méo sự thật về chúng tôi những ông bà trong hội anh em dân chủ nên tập trung sức lực ngồi lại với nhau để làm sao bất bình đẳng trong xã hội nơi các ông ngụ cư giảm xuống đó là điều cần làm lúc này nhé và do vậy cũng thật nực cười khi chính bản thân mình cái xã hội mà hội anh em dân chủ đang tôn thờ nó lại méo mó hỗn tạp như thế thì các ông chẳng lên án phê phán nó mà lại đi bới móc chúng tôi dạy dỗ chúng tôi về dân chủ về bình đẳng bác ai là sao xã hội nhân ái đoàn kết tương trợ lẫn nhau hướng tới các giá trị tiến bộ nhân văn không phải cạnh tranh bất công cá lớn nuốt cá bé vì lợi ích vị kỳ của một số cá nhân đây là một trong những đặc trưng của xã hội việt nam hiện nay một xã hội mà nó như tổng bí thư của chúng tôi từng nói đó là một xã hội mà trong đó nó bao chứa những giá trị của sự nhân ái đoàn kết tiến bộ vì lưu tri nhân loại đây là một xã hội mà chúng tôi đã lựa chọn và khát khao xây dựng kể từ khi có đảng và nhân dân chúng tôi cùng nhau đi theo con đường lãnh đạo của đảng và chính con đường mà đảng đã chọn đó thực sự hòa nhập và đáp ứng đúng nguyện vọng của nhân dân chúng tôi thấm đẫm tinh thần của người dân việt nam chúng tôi tinh thần đoàn kết tương thân tương ái hướng tới giá trị nhân văn của dân tộc đã hình thành và phát triển trở thành sức mạnh văn hóa của dân tộc được biết bao thế hệ người Việt Nam gìn giữ phát huy trong cuộc sống hàng ngày của người Việt. Truyền thống đó đã giúp chúng tôi đứng vững trong mỗi nguy nan của dân tộc. Ở mỗi hoàn cảnh lịch sử khác nhau thì truyền thống của sự đoàn kết tương thân tương ái lại được biểu hiện minh chứng bằng những việc làm hành động thật thiết thực và lớn lao. Và để kể ra đây thì tôi tin rằng có cả triệu trang giấy cũng không thể kể hết. Tuy nhiên tôi xin được dẫn một vài ví dụ để các ông bà trong hội anh em dân chủ thấy cũng như không thể chối bỏ. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, bài học về sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau của người Việt đã giúp dân tộc Việt Nam chúng ta chiến thắng biệt bao kẻ thù xâm lược. Còn hiện tại tinh thần của sự đoàn kết tương trợ nhân ái ấy của dân tộc Việt Nam lại được kết tinh và nhân lên bội phần. Hãy ngược dòng thời gian vào bối cảnh và hoàn cảnh Việt Nam năm 2019-2022. Chúng ta thấy rõ điều này hơn bao giờ hết. Covid-19 tràn vào nước Việt kéo theo bao hệ lụy đau thương cho dân tộc là sự mất mát của người thân, là khó khăn của đồng loại và sự thiếu tốn đủ đường của biết bao con người. Thì cũng chính lúc đó, bên cạnh sự ứng phó của chính phủ dưới sự lãnh đạo của đảng, thì trong chính dân tộc Việt Nam nhỏ bé ấy đã toan lên bao hình ảnh đẹp đẽ của con người Việt Nam, của nhân cách và phẩm giá con người Việt Nam trong hoạn nạn, khó khăn, mà cả dân tộc Việt Nam đang gồng mình chống dịch. Họ đã hy sinh bản thân để vào vùng chống dịch của lực lượng y bác sĩ. Họ đã nhường nơi ở của mình cho kiều bà về nước của chiến sĩ biên phòng. Họ đã bớt khẩu phần ăn của mình để dành cho những công nhân mắc kẹt tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Thậm chí họ đã nhường nhau những mũi tiêm vaccine cho người già trẻ nhỏ và công dân nước ngoài. Tất cả đó là vô số những hình ảnh đẹp và cao thượng của con người Việt Nam chúng tôi, đó là giá trị phẩm giá của những con người mà những ngày trước đó họ chỉ là những công dân bình thường làm việc chăm chỉ để kiếm miếng ăn nuôi sống bản thân và gia đình họ. Ấy vậy mà khi có dịch bệnh trong những hoàn cảnh ấy, họ lại hóa anh hùng giữa đời thường, những anh hùng mà không cần tấm huy chương nào chứng nhận. Họ là thế đấy, thưa các ông bà trong hội anh em dân chủ họ sẵn sàng hy sinh cho lợi ích của người khác cho lợi ích của dân tộc mà không hề bị kỳ cho lợi ích của cá nhân họ họ làm như vậy bởi trong họ có một tình yêu lớn lao dành cho dân tộc cho đất nước việt nam này bởi họ xác định họ là một phần máu thịt của dân tộc việt nam khi tổ quốc cần họ sẵn sàng hy sinh còn khi thời bình họ thầm lặng là một người dân tử tế một công dân tốt vậy còn các ông bà trong hội anh em dân chủ thì sao những người mà trong khẩu hiệu các ông các bà luôn hô hào đoàn kết tương trợ yêu nước lúc ấy các ông bà ở đâu các ông bà đã làm gì cho dân tộc việt nam này tôi có thể thẳng thắn nói với các ông bà rằng lúc ấy khi dân tộc việt nam giống nòi người việt lâm nguy như vậy các ông các bà còn đang bận lo cho bản thân các ông các bà gia đình các ông bà đồng đẳng với các ông bà các ông các bà còn đi rêu rao chống phá lại những gì mà quê hương các ông bà đang gồng mình chống dịch và tôi cũng thật bất ngờ cũng như chua sót cho những các mỹ từ mà ông bà sử dụng để chống phá lại lợi ích của dân tộc mình thay vì lúc ấy cần đoàn kết đồng lòng thì ông bà lại lưu loa chống phá thay vì lúc ấy cần phải nhường nhịn sẻ chia thì ông bà lại lo cho thân mình trước đã có hay không có đúng không có lương chi không khi ông bà đứng ngoài và làm vậy hay nói cách khác chúng tôi xin nói thẳng với hội em dân chủ rằng các ông bà không còn là một bộ phận của người việt nam chúng tôi nữa bởi tôi biết người việt không hành xử như các ông bà ở đây có thể nói các ông bà hội anh em dân chủ rằng với tinh thần tương thân tương ái yêu nước thương nòi đoàn kết của dân tộc trong khó khăn tinh thần yêu nước kết nối cộng đồng tình yêu thương chia sẻ của người việt nam càng tỏa sáng và trở thành một trong những sức mạnh giá trị nội sinh của văn hóa dân tộc chính những giá trị nội sinh đó đã làm nên sức mạnh giá trị uy tín việt nam trên thế giới và chúng tôi luôn luôn vững tin vào đảng và đất nước sẽ vượt qua thách thức để tiếp tục thực hiện thành công những mục tiêu mà đảng và dân tộc của chúng tôi đã lựa chọn. Hệ thống chính trị Mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân phục vụ lợi ích của nhân dân, không phải chỉ có một thiểu số giàu có. Những mong ước tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam trong lúc này chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội, một chế độ xã hội mà đảng và nhân dân việt nam đã chọn chế độ xã hội ấy chính là mục tiêu con đường mà chủ tịch hồ chí minh kinh yêu đã lựa chọn và việt nam đang kiên định thực hiện dưới sự lãnh đạo của đảng con đường ấy là sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn tiến lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam con đường ấy là sự bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua kiểu nhà nước của áp bức bóc lột bỏ qua chế độ áp bức cùng những bất công bóc lột có trong chế độ tư bản chủ nghĩa chúng tôi cũng kiên quyết bác bỏ cũng như bỏ qua những thói hư tật xấu trong xã hội tư bản chủ nghĩa những thiết chế thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân việt nam đã chọn và đương nhiên ở đây việt nam cũng nhận thức và kế thừa những thành tựu giá trị văn minh những tiến bộ của nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản nói như vậy có nghĩa là việc kế thừa những thành tựu khoa học này của việt nam phải có sự chọn lọc trên quan điểm khoa học phát triển của chủ nghĩa Mark Lenin phù hợp với lợi ích của quốc gia dân tộc. Đây chính là một tư duy có lập luận và lý luận rất độc đáo, sáng tạo, một quan điểm mà cách nhìn nhận mới, sự suy luận rất logic, hợp quy luật thời đại. Các ông bà hội anh em dân chủ có thể thấy nhà nước mà Đảng và Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn làm nhà nước đại diện cho quyền làm chủ của người dân, quyền làm chủ của số lượng đông trong xã hội nhưng đồng thời nhà nước ấy cũng là người đại diện cho nhân dân tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân nhà nước ấy là công cụ chuyên chính của giai cấp công nhân cũng như nhân dân lao động nhà nước là người tổ chức thực hiện đường lối của đảng có cơ chế để nhân dân được thực hiện quyền làm chủ trực tiếp cũng như gián tiếp trên tất cả các lĩnh vực cùng mọi mặt của đời sống xã hội nhân dân là người trực tiếp tham gia quản lý và giám sát xã hội thông qua các kênh khác nhau trong xã hội nhân dân Việt Nam luôn biết và nhận thức được rằng chế độ xã hội đã chọn với nhà nước pháp quyền xã chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay nó khác về bản chất so với kiểu nhà nước pháp quyền tư sản nơi các ông bà đang trú chân ở chỗ pháp luật và quyền lực của nhà nước dưới chế độ tư bản chủ nghĩa về bản chất vẫn chỉ là công cụ phục vụ cho mục đích bảo vệ lợi ích của số ít trong xã hội mà đây bản chất của nó là phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản thống trị trong xã hội đó. Còn pháp luật và quyền lợi của nhà nước xã chủ nghĩa là bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của người dân, trực tiếp bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân trong xã hội. Nhà nước xã chủ nghĩa ấy thông qua bộ máy của mình hướng tới thi hành pháp luật để bảo đảm các điều kiện cho đại đa số nhân dân lao động trong xã hội được là chủ thể của quyền lực chính trị thống trị về kinh tế cũng như đảm bảo thực hiện chuyên chính với những hành vi chống phá lại lợi ích của tổ quốc và nhân dân trong cả nước. chế độ xã hội mà chúng tôi lựa chọn là một xã hội vì sự tiến bộ của con người phục vụ lợi ích cho dân tộc tôi, nhân dân Việt Nam chúng tôi nó khác với những gì mà các ông bà đang rêu dao suy nghĩ hay cố tình đánh lận những giá trị tiến bộ của xã hội chúng tôi, cũng như thổi phồng hay bóp méo một khuyết điểm nào đó của chúng tôi để rồi quy kết cho chế độ xã hội chúng tôi thì phải chăng mục đích thực sự của các ông bà là gì thì dân tộc tôi nhân dân tôi đã rõ hơn bao giờ hết nói như vậy các ông các bà sẽ cho rằng tôi có những ý nghĩ thiên kiến một chiều cho chế độ thì đây tôi xin dẫn lại lời của Piketty để kết thúc cho vấn đề này như sau bất bình đẳng là tâm điểm phân tích là một vấn đề quan trọng mà không cần giải thích tại sao đơn giản chỉ chứng minh rằng nó tồn tại và nó đã trở nên trầm trọng hơn thế nào trong chính chế độ tư bản chủ nghĩa. Là tẩy bản chất phản động của hội anh em dân chủ. Kích động nhân dân biểu tình dưới chiêu bài công lý tự do dân chủ. Sau khi ra đời, một mặt hội anh em dân chủ nhanh chóng tiến hành các hoạt động dụ dỗ lôi kéo quần chúng, nhất là tầng lớp thanh niên, đặc biệt là sinh viên, chưa nhận thức đầy đủ để nhồi nhét tư tưởng cực đoan chống đối. Mặt khác hội anh em dân chủ tổ chức tụ tập đông người, tiến hành các hoạt động biểu tình chống phá gây dối an ninh trật tự, tăng cường viết bài, đăng tin xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền trong nước, vu cáo bịa đặt, vu khống, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước với mục đích gây mất ổn định chính trị sau ở Việt Nam. Ngoài ra, hội anh em dân chủ mà đứng đầu là Nguyễn Văn Đài, phối hợp với các tổ chức phản động lưu vong, đứng ra tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo về cách thức chống phá chính quyền riêng thức bất bạo động và cách thức đối phó với các cơ quan chức năng. Ngày 16 tháng 12 năm 2015, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ An đã thi hành lệnh bắt, lệnh khám xét đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà, thư ký hội anh em Dân Chủ, về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Hội anh em Dân Chủ thường xuyên có các hoạt động chống phá bằng việc triệt để lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền và các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự để kích động xúi dục quần chúng nhân dân tham gia biểu tình chống Trung Quốc liên quan đến những hoạt động gây căng thẳng phức tạp ở Biển Đông. Tổ chức tuần hành bảo vệ cây xanh để biểu tình gây rối chống đối cơ quan chức năng gây mất an ninh trật tự. Đặc biệt lợi dụng sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung tháng 4 năm 2016 cùng với các thế lực thù địch phần tử phản động khác hội em dân chủ đã ra sức tuyên truyền xuyên tạc kích động lôi kéo nhân dân tham gia biểu tình dưới cái gọi là công lý tự do dân chủ tuần hành biểu tình về môi trường các đối tượng tìm cách thổi phồng khoét sâu những vấn đề nhạy cảm mà dư luận xã hội quan tâm tạo bức xúc nghi ngờ bất bình trong quần chúng chính sự cố ô nhiễm môi trường biển vô tình trở thành cơ hội là nguyên cớ cho các đối tượng lợi dụng lù loa nhằm gây ảnh hưởng đến dư luận trong và ngoài nước hiểu sai lệch về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Vin vào chiêu bài vì một nước Việt dân chủ văn minh pháp trị, nhưng hội anh em dân chủ và các thành viên của tổ chức này chưa bao giờ có suy nghĩ lời nói hành động vì dân vì nước. Về danh nghĩa hội anh em dân chủ đặt ra mục đích đấu tranh cho dân chủ, nhưng thực chất lại lợi dụng vấn đề này để thực hiện ý đồ liên kết hình thành lực lượng đối lập chống lại Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ trong vòng 4 năm qua, hội anh em dân chủ đã phát triển tổ chức một cách khá nhanh chóng, có chi nhánh ở hầu khắp cả nước, trong đó có Quảng Bình. Qua vào bọc dân chủ nhân quyền, hội anh em dân chủ trở thành nơi tập hợp các phần tử chống đối đảng nhà nước, tham gia nhiều cuộc kích động biểu tình gây rối ở nhiều địa phương. Được điều hành chỉ đạo bởi tổ chức phản động khủng bố ở nước ngoài, để tiến hành hoạt động tiến tới mục đích gây bạo loạn lật đổ chính quyền nhân dân. Nhưng lưới trời lồng lộng Tuy thưa mà khó thoát Những hoạt động của hội, anh em dân chủ Không thể qua được mắt của lực lượng chức năng Các đối tượng cầm đầu là lượt xa lưới pháp luật Và đang chuẩn bị trả giá đắt Cho những hoạt động chống phá của mình Ngày 30 tháng 7 năm 2017 Cơ quan an ninh điều tra Bộ Ngan Đã ra quyết định khởi tố bị can Bắt tạm giam 6 bị can trong vụ án Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn Trong tổ chức hội anh em dân chủ Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân Xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân quy định tại điều 79 bộ luật hình sự gồm Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Chuyển. Ngày 4 tháng 8 năm 2017, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Trung Trực sinh năm 1974 ở Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân quy định tại khoản 1 điều 79 bộ luật hình sự. Nguyễn Trung Trực được xác định giữ vai trò là chi hội trưởng chi hội anh em dân chủ miền Trung phát ngôn viên của tổ chức này. Tiếp đến ngày 1 tháng 9 năm 2017, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Túc sinh năm 1964, đăng ký hộ khẩu thường trú ở thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại điều 79 Bộ luật hình sự. Mới đây ngày 17 tháng 10 năm 2017, cơ quan an ninh công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Xuân, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1976, chỗ ở hiện tại thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh là phó ban điều hành chi hội anh em dân chủ miền Trung về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại điều 79 Bộ luật hình sự. Nguyễn Văn Đài, thủ lĩnh hội anh em dân chủ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, không đỗ đại học, Nguyễn Văn Đài vào học trường Trung học Kỹ thuật Điện ở Sóc Sơn Hà Nội. Năm 1989, Đài sang Đông Đức xuất khẩu lao động. Năm 1990, sau cái bức tường Berlin sụp đổ, Đài trở về Việt Nam. Chứng kết cuộc cách mạng năm 1989 ở Đông Đức đã thôi thúc đài lựa chọn ngành luật tại trường đại học luật Hà Nội với tư cách chuyển thẳng học hệ mở rộng, được tuyển thẳng mà không phải thi đầu vào. Năm 1995, tốt nghiệp đại học, đài làm việc trong một số văn phòng luật sư Hà Nội. Năm 1997, đài tự ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11 nhưng không trúng cử. Vì không được nhận là luật sư thuộc đoàn luật sư Hà Nội năm 1999, Đài tìm cách đi vòng xin làm thành viên đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Phúc. Đến năm 2002, Đài mới chuyển thẳng với đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Năm 2003, Đài thành lập và làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch thuật và tư vấn Việt luật, đồng thời là trường văn phòng luật sư Thiên Ân, có trụ sở tại số 10, đoàn trận nghiệp Hà Nội. Mở văn phòng luật sư, làm bình phong chống phản chế độ. Sẵn quốc mắc luật sư Đài được một vài nhân viên ngoại giao nước ngoài chú ý và bí mật gặp gỡ nhiều lần Từ đó Đài được mời tham dự nhiều chương trình khoa học Dạy cách lập tổ chức đối lập với chính quyền dưới vỏ bọc tìm hiểu về dân chủ nhân quyền pháp luật Được một số nhà đấu tranh dân chủ như Hoàng Minh Chính, Nguyễn Văn Lý, Trần Khuê, Nguyễn Thanh Giang, Lê Hồng Hà Tung Hơ và Tân Bốc là nhà chính trị trẻ Ngọn cờ của phong trào đấu tranh dân chủ Nguyễn Văn Đài càng lún sâu vào những hoạt động chống đối chính quyền dưới vỏ bọc đấu tranh nhân quyền. Đặc biệt từ ngày thành lập văn phòng luật Thiên Ân, đài hầu như không thực sự hành nghề luật sư bảo vệ những người có nhu cầu bào chữa hoặc tư vấn luật một cách nghiêm túc theo quy định của đạo đức nghề nghiệp. Đài đã biến nơi đây thành bức bình phong để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật. Văn phòng Thiên Ân đã trở thành tụ điểm lui tới của những phần tử chống đối, kích động người khiếu kiện chống chính quyền điều tra thu thập tin trên nhiều lĩnh vực để hàng tuần cung cấp cho người của tổ chức mang danh dân chủ nhân quyền ở bên ngoài sử dụng để tuyên truyền trong Việt Nam. Nguy hiểm hơn dưới sự chỉ đạo của các tổ chức phản động người Việt hải ngoại, Nguyễn Văn Đài đã cầm đầu cổ vũ sáng lập ra hàng loạt các hội nhóm tổ chức đảng phái chống đối như nhóm sáng kiến vì công lý, với ảo tưởng lôi kéo lực lượng luật sư vào hàng ngũ dân chủ, hỗ trợ Nguyễn Văn Lý lập khối 8406 viết cương lĩnh chính trị cho Đảng Dân Chủ Việt Nam của Hoàng Minh Chính, câu kết với nhóm Nguyễn Văn Phong ở Huế, lập liên đảng lạc phòng. Sau lại thêm đảng thăng tiến cùng với Trần Ngọc Thành, tiếp cận công đoàn đoàn kết Ba Lan, để liên kết lập công đoàn độc lập. Sau này trong quá trình bị bắt giam để phục vụ công tác điều tra, chính đài khai nhận, trung mình mỗi tháng bên ngoài giúp đỡ tôi khoảng trên 1.000 USD, tôi trả lương nhân viên khoảng 200 USD trên tháng, và cho tôi khoảng từ 600 đến 700 USD trên một tháng. Ngoài ra tôi còn tài trợ học bổng cho một số sinh viên khác thường do được chọn chỉ định trước khoảng từ 20 đến 30 USD trên tháng trên một người. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2006, Đài đã nhận tiền từ nước ngoài gần 19.000 USD. Ngày 3 tháng 2 năm 2007, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khám xét văn phòng luật sư Thiên Ân trong lúc Đài và các cộng sự đang mở một lớp đào tạo chính trị. Ngày 16 tháng 3 năm 2007, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân bị bắt về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 27 tháng 11 năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đài 4 năm tù và 4 năm quản chế sau khi chấp hành xong án phạt tù. Tiếp tục lún sâu vào con đường phạm tội ngày 5 tháng 3 năm 2011, đài mãn hạn tù. Chỉ hai năm sau, ngày 24 tháng 4 năm 2013, đài và một số tay chân thành lập tổ chức Hội em dân chủ. Đài giữ vai trò thủ lĩnh và hạt nhân của tổ chức này. Dưới sự điều hành của đài, Hội em dân chủ đã tập hợp những người có quan điểm và hoạt động chống đảng nhà nước, cổ suý cho những nhóm chống phá chế độ. Phương hướng hoạt động của Hội em dân chủ là bản sao và nối tiếp các phương thức hoạt động trước đây của ông ta. Vào ngày thành lập của hội này, Đài và các cộng sự tuyên bố rằng chỉ hoạt động trên Internet. Đây là một phương thức lách luật để vị luật sư này có thể trở lại hoạt động trong phong trào chính trị đối lập Việt Nam và tìm lại vị thế cũ của mình khi chưa hết hạn quản chế. Ngoài điều hành hội em dân chủ Nguyễn Văn Đài còn được biết đến với vai trò chủ chốt của Trung tâm Nhân quyền Việt Nam khối 8406, Công đoàn Độc lập, Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam, Hội cựu tù nhân lực tập, đây là những hội nhóm thường xuyên có các hoạt động chống phá chính quyền. Nhờ các tổ chức này, Nguyễn Văn Đài mới có kinh phí để hoạt động chống phá chế độ. Nguyễn Văn Đài còn thường xuyên soạn các bài viết đăng tải trên các trang mạng Internet, có nội dung xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xâm hại và làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, kích động nhân dân chống lại chính quyền. Song song với các hoạt động này, Đài còn đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo, huấn luyện cách thức đấu tranh với bạo động nhằm chống lại chính quyền tại nhà thờ Thái Hà và nhiều địa phương khác cũng như trên mạng Internet. Không những vậy, Nguyễn Văn Đài còn bí mật điều hành kênh truyền hình phản động có tên là Lương Tâm TV. Chỉ đã có thành viên làm các clip video tuyên truyền chống phá đất nước, xuyên tạc chủ trương đường lối và chính sách của đảng nhà nước. Trước Chứ những chứng cứ rõ ràng về những hoạt động và âm mưu chống phá gây nguy hiểm cho xã hội. Ngày 16 tháng 12 năm 2015, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ An đã thi hành lệnh bắt lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà, thư ký hội anh em dân chủ. Về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ luật hình sự. Đáng nói là, mặc dù Đảng Nhà nước đã thực hiện chính sách khoan hồng, tạo điều kiện cho các đối tượng có hành vi vi phạm làm lại cuộc đời, nhưng Nguyễn Văn Đài vẫn không từ bỏ ý thức chống đối, không biết quý trọng tự do mà tiếp tục có những hoạt động chống phá gây mất ổn định xã hội và bất bình trong quần chúng nhân dân. Âm mưu và hành vi của Nguyễn Văn Đài là có hệ thống không ngoài mục đích lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội Việt Nam, do đó cần phải có những bản án nghiêm khắc dành cho Nguyễn Văn Đài và đám tay chân để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Còn bài Hội anh em dân chủ, tổ chức ngoại vì Việt Tân hội anh em dân chủ lớp áo ngụy tạo cánh tay nối dài của Việt Tân. Điều lệ mà tổ chức hội anh em dân chủ đưa ra. Hội anh em dân chủ có tiếng Anh viết tắt là BFD là một tổ chức phi chính phủ của người Việt Nam tự đặt ra mục đích đấu tranh bảo vệ quyền con người và vận động xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ công bằng và văn minh tại Việt Nam. Tổ chức này ngụy biện Hội là một tổ chức được thành lập trên không gian mạng quốc tế không có trụ sở tại Việt Nam. Do vậy, hội anh em dân chủ không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, không cần đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Để mở rộng tổ chức, hội này đưa ra các thủ tục rất đơn giản. Mỗi cá nhân chỉ cần có một tài khoản trên Facebook để gia nhập vào diễn đàn của hội. Họ khuyến khích các thành viên sử dụng logo của hội làm avatar của mình. Bên cạnh đó, các thành viên cần có một tài khoản trên Skype và Bon Chóc đều hoạt động. Trao đổi sinh hoạt điều hành, chỉ đạo, phân công hoạt động giữa các thành viên trong tổ chức này. Hội anh em dân chủ tuyên bố tập hợp những người anh em có cùng chí hướng, cùng quan điểm, cùng niềm tin, cùng có mục tiêu chung gắn bó với nhau để thực hiện những mục tiêu chung đó. Cùng chia sẻ những khó khăn gian khổ cũng như cùng nhau chia sẻ những niềm vui hạnh phúc. Thực tế tập trung vào các hoạt động dụ dỗ lôi kéo quần chúng nhất là tầng lớp thanh niên, đặc biệt là sinh viên, chưa nhận thức đầy đủ để nhồi nhát tư tưởng cực đoan chống đối. Mặt khác hội anh em dân chủ tổ chức tụ tập đông người tiến hành các hoạt động biểu tình chống phá, gây rối an ninh trật tự, tăng cường viết bài đăng tin xuyên tạc tình hình dân chủ nhân quyền trong nước, vu cá bịa đặt vu khống, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước với mục đích gây mất ổn định chính trị xã hội Việt Nam. Ngoài ra hội anh em dân chủ mà đứng đầu là một văn đài phối hợp với các tổ chức phản động lưu vong đứng ra tổ chức các khóa huấn luyện đào tạo về cách thức chống phá chính quyền dưới hình thức bất bạo động và cách thức đối phó với các cơ quan chức năng. Thực tế hoạt động cho thấy tổ chức này đội lốt lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền đưa ra tôn chỉ mục đích kiểu điểm nguồn mật ngữ để thu hút giới trẻ là giúp nhau cùng tiến bộ trong việc đấu tranh bảo vệ các quyền con người và vận động xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ công bằng và văn minh. Thực chất đây là một tổ chức xã hội dân sự độc lập hoạt động với mục tiêu đối lập nhằm thay đổi thể chế chính trị, lật đổ vai trò lãnh đạo của đảng. Sau nhiều năm hoạt động, tổ chức này tạo ra một mạng lưới thành viên trên nhiều tỉnh thành, cầu nối móc ngoặc với nhiều tổ chức cá nhân nước ngoài, trong đó có nhiều tổ chức phản động khủng bố như Việt Tân. Tuy nhiên những hoạt động phi pháp không thể qua mắt các cơ quan chức năng Việt Nam. Đặc biệt, lợi dụng sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung tháng 4 năm 2016, cùng với các thế lực thủ địch, phần tử phản động khác hội em dân chủ đã ra sức tuyên truyền xuyên tạc kích động lôi kéo nhân dân tham gia biểu tình dưới cái gọi là công lý tự do dân chủ tuần hành biểu tình vì môi trường các đối tượng tìm cách thổi phòng khoét sâu những vấn đề nhạy cảm mà dư luận xã hội quan tâm tạo bức xúc nghi ngờ bất bình cho quần chúng chính sự cố ô nhiễm môi trường biển vô tình trở thành cơ hội là nguyên cớ cho các đối tượng lợi dụng lưu loa nhằm gây ảnh hưởng để dư luận trong và ngoài nước hiểu sai lệch về đường lối chính sách của đảng và nhà nước sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bin và chiêu bài vì một nước Việt dân chủ, văn minh, pháp trị, nhưng hội em dân chủ và các thành viên của tổ chức này chưa bao giờ có suy nghĩ lời nói hành động vì dân vì nước. Về danh nghĩa hội anh em dân chủ đặt ra mục đích đấu tranh cho dân chủ, nhưng thực chất là lợi dụng vấn đề này thực hiện ý đồ liên kết, hình thành lực lượng đối lập chống lại Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản chất, hội anh em dân chủ và mắt xích Trần Thị Xuân Ngày 17 tháng 10 năm 2017, sau khi cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh thi hành lệnh bắt đối tượng Trần Thị Xuân, 41 tuổi, ở thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại điều 79 Bộ luật Hình sự. Một số trang mạng trong và ngoài nước đã lên tiếng cho nhà hoạt động tích cực Trần Thị Xuân trong hội em dân chủ. Vậy Trần Thị Xuân đã hoạt động thế nào? Hội anh em dân chủ núp bóng dưới cái gọi là dân chủ nhưng bản chất của hội là một tổ chức phản động có mục đích hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trần Thị Xuân là một thành viên tích cực trong tổ chức phản động ấy. Sinh ra và lớn lên tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trong thời gian gần đây, Trần Thị Xuân đã có nhiều hoạt động xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn Hà Tĩnh. Cụ thể vào tháng 5 năm 2016, thông qua một số người quen và mạng xã hội, Trần Thị Xuân đã quen với các đối tượng Nguyễn Trung Trực, trú tại Thạch Trạch Bố Trạch Quảng Bình, trưởng ban điều hành chi hội anh em dân chủ miền Trung. Đối tượng đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Bình bắt về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vào ngày 4 tháng 8 năm 2017. Sau khi được kết nạp vào hội đầu tháng 7 năm 2016, Xuân được bầu làm phó ban điều hành chi hội anh em dân chủ miền Trung. Xuân hoạt động hội với vai trò móc nối tuyển lựa các đối tượng khác và tổ chức chống phá đảng nhà nước và chính quyền nhân dân các cấp tập trung và phát triển lực lượng tại địa bàn Hà Tĩnh. Thông qua mạng xã hội Trần Thị Xuân đã chia sẻ các bài viết hình ảnh của các tổ chức cá nhân phản động, cực đoan có nội dung chống đảng, chống nhà nước, kêu gọi kích động biểu tình tổ chức hoạt động tình nguyện trong giới trẻ. Hơn nữa với vai trò là phó ban điều hành chi hội anh em dân chủ Việt Trung, dưới sự chỉ đạo của đối tượng cộng cán trong hội, được sự tài trợ hậu thuẫn của các tổ chức phản động trong và ngoài nước. Xuân ngày càng hoạt động tích cực cho hội, thực hiện mục tiêu chung của hội là chống phá và lật đổ chính quyền. Trần Định Xuân đã nhận tiền của các tổ chức khủng bố, phản động lưu vong ở nước ngoài và các đối tượng cực đoan ở trong nước. Để khoai trương cho cái gọi là dân chủ ấy, Xuân tham gia các hoạt động dưới danh nghĩa, vì cộng đồng, từ thiện, nhưng thực chất là dùng tiền vật chất của các tổ chức phản động lôi kéo, móc nối các đối tượng khác trên địa bàn cùng tham gia các hội nhóm chống đối. Trần Tư Xuân đã câu kết cùng một số đối tượng trong các tổ chức phản động như Bạch Hồng Quyền, 28 tuổi, quê thôn có xã An Đổ, huyện Lục Bình, tỉnh Hà Nam. Hiện đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh truy nã toàn quốc về tội gây dối trật tự công cộng. Hoàng Đức Bình, 34 tuổi, tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức công dân. Quy định tại điều 257, 258 Bộ luật hình sự. Tham gia tụ tập gây rối tại huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh. Tổ chức Hội anh em dân chủ nhằm tập hợp các phần tử chống nhà nước để tiến hành hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, tham gia nhiều cuộc kích động và biểu tình gây rối ở nhiều địa phương, được điều tra chỉ đạo bởi tổ chức phản động khủng bố ở nước ngoài. Trần Thị Xuân là một mắt xích trong đường dây hội anh em dân chủ bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ chặn đứng âm mưu hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Việc bắt giữ Trần Thị Xuân được dư luận đồng tình ủng hộ. Đại tá Nguyễn Tiến Nam, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, phó giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, với phương châm thượng tôn pháp luật, những vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng công an tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh đúng người đúng tội đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là những vụ án liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia. Phản bác luận điệu xuyên tạc Việt Nam, vi phạm quyền con người với những nhà hoạt động nhân quyền. Việc tân cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền trong các lĩnh vực khác như bắt và giam giữ tùy tiện, tù nhân chính trị, sự độc lập của tư pháp, chúng tự vẽ ra các con số. Chính quyền đã bắt giữ ít nhất 173 người hoạt động chính trị hoặc nhân quyền, trong đó có 24 người đang bị tạm giam chờ xét xử, có 19 người bị bắt giữ và 26 người khác bị kết án và thực thi các quyền. Điển hình như việc những ngày qua trên trang Facebook của Tổ chức Khủng bố Việt Tân liên tục đăng tải các bài viết về nhân quyền ở Việt Nam và đòi trả tự do cho các đối tượng như Trương Văn Dũng, Lê Đình Lượng, Phạm Đoàn Trạng, những kẻ mà chúng tự phong là nhà hoạt động nhân quyền. Có lẽ, người dân đều chẳng mấy xa lạ khi nhắc đến những cái tên như Trương Văn Dũng, Lê Đình Lượng, Phạm Đoàn Trang. Bởi từ lâu các đối tượng trên đã được biết đến với những hoạt động hành vi chống phá nhà nước, công kích chính quyền miệt thị đất nước. Thực chất đây đều là những kẻ phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, chống đối đảng nhà nước và nhân dân đã bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Trương Văn Dũng sinh năm 1958, trú tại số 69 ngõ 73, Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đông Đa Hà Nội trước khi dấn thân vào nghề dân chủ y sống ở phố ô chợ dừa hành nghề xe ôm có biệt danh là ly lùn trương văn dũng đã có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp và gây dối trật tự công cộng do ghen tức với nhà hàng xóm không cùng ngõ không thuộc diện bị giải tòa được ra mặt đường dũng khăng khăng đòi hưởng mức độ đền bù như nhà mặt đường khi không được chấp nhận ông ta tự nhận mình là dân oan và bắt đầu gia nhập hội anh em dân chủ từ đó bị đối tượng xúi dục dụ dỗ lôi kéo mua chuộc phong cho cái danh hão là người hùng dân tộc Trương Văn Dũng. Thế là nhân vật này đã trở thành con buôn dân chủ được Việt Tân và đồng bọn dán nhãn nhà bất đồng chính kiến, blogger nhà đấu tranh dân chủ, càng khiến y ảo tưởng và ngày càng lớn sâu vào con đường tội lỗi. Một vài ví dụ được dân mạng liệt kê về thành tích làm nghịch tạc của nhân vật này như trong hết các vụ biểu tình gây dối an ninh trật tự, an toàn xã hội tại nhiều địa phương do bọn phản động khủng bố Việt Tân và các nhóm dân oan, nhóm NOU, hội em dân chủ tổ chức thì Trương Văn Dũng hiếm khi vắng mặt, hưởng ứng với vai trò là hạt nhân xung kích. Bên cạnh đó Dũng còn nhiều lần xuyên tạc cung cấp thông tin sai sự thật về lực lượng công an nhân dân như ngày 2 tháng 6 năm 2013, Dũng tố bị công an trại phục hồi nhân phẩm đánh bất tỉnh với thương tích ở đầu, chấn thương sọ não sắp chết. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, người dân đã thấy Dũng uống bia cùng đồng bọn gửi nói rôm giả chém gió trong một quán bia hơi. Ngày 25 tháng 10 năm 2013, Dũng lại loan tin là bị công an còng tay và 10 chiến sĩ công an phường Thụy Khê tra tấn đến mức gãy ba xương sườn. Nhưng ngày sau đó, người dân đã thấy ông ta bình thường tiếp tục hò hét đấu tranh. Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Dũng tố cáo bị lực lượng công an đánh tàn bạo khi bị bắt về đồn công an phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam trong phiên tòa phúc thẩm Trần Thị Nga. Nhưng ngay sau đó, người dân lại thấy hắn trên mạng xã hội với ảnh không hề xây sát và hoàn toàn khỏe mạnh. Những hành động của y đã nhiều lần bị cơ quan công an mời lên làm việc nhắc nhở cảnh cáo, nhưng không hề sửa đổi mà vẫn tiếp tục lấn sâu hơn nữa với những hành vi vi phạm pháp luật một cách trắng trợn, coi thường kỳ cương phép nước, bôi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước. Có thể nhận thấy những hành động và việc làm của Dũng hoàn toàn mang mục đích chống phá kích động chia rẽ đà phá, tấn công vào lực lượng, lượng thực thi pháp luật của cơ quan nhà nước và quy kết rằng đó là sản phẩm lỗi của chế độ Cộng sản. Từ đó kêu gọi tẩy chay chế độ, chỉ trích chống phá đảng. Ngày 21 tháng 5 năm 2022, Trương Văn Dũng đã bị bắt để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Các quy định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội tích cực điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Lê Đình Lượng Bố là một đối tượng cộm cán một tay đắc lực của các tổ chức Việt Tân, hoạt động phổ biến ở các địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Thông qua các trang mạng xã hội Lê Đình Lượng đăng tải chia sẻ nhiều bài viết tuyên truyền ca ngợi cổ vũ cho đường lối của Việt Tân xuyên tạc về tình hình đất nước, lợi dụng các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội, môi trường để xuyên tạc bóp méo sự thật nhằm gây tâm lý hoài nghi, hoang mang trong quần chúng nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Năm 2018, Lê Đình Lượng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án 20 năm tù và phạt quản chế 5 năm về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Từ lâu cái tên Phạm Đoàn Trang vốn nằm trong số nhiều cái tên được các thế lực thủ địch liên tục nhắc tới trên các diễn đàn như những kẻ xả thân đấu tranh vì dân chủ nhân quyền ở việt nam thế nhưng trong thực tế phạm đoan trang là đối tượng đã soạn thảo phát tán nhiều tài liệu có nội dung chống phá nhà nước đà phá thể chế công kích chính quyền nhân dân hướng dẫn kỹ năng cho các hoạt động chống phá câu kết với các phần tử tổ chức trong và ngoài nước nhằm chống đối chính quyền nhân dân Ngày 7 tháng 10 năm 2020, Phạm Đoan Trang bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ phát tán thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015. Đảng nhà nước ta luôn xác định việc thực thi quyền con người là một trong những mục tiêu quan trọng đã được thể hiện rõ trong hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cụ thể tại điều 3 Hiến pháp 2013 quy định nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công nhận tôn trọng bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thực hiện mục tiêu dân chủ nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Trên cơ sở hiến pháp các quy định về quyền con người tiếp tục được quy định cụ thể trong nhiều văn bản quy phạm, pháp luật chuyên ngành như luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, luật an ninh mạng năm 2018, luật báo chí năm 2016. trên trường quốc tế, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người như công ước về quyền dân sự và chính trị năm 1966, gia nhập ngày 24 tháng 9 năm 1982, công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966, gia nhập vào ngày 24 tháng 9 năm 1982, công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1979 và những đóng góp lớn được cộng đồng quốc tế công nhận. Đặc biệt ngày 11 tháng 10 năm 2022, Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77. Kết quả này không chỉ là minh chứng rõ nhất về thành tựu nhân quyền ở Việt Nam mà còn là lời khẳng định sự tín nhiệm của quốc tế đối với Việt Nam trong lĩnh vực này. Không chỉ riêng Việt Nam mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, quyền của mỗi công dân phải gắn liền với trách nhiệm nghĩa vụ với đất nước, tuân thủ hiến pháp pháp luật. người nào vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm. thực tế khách quan đã chứng minh không có việc Việt Nam vi phạm nhân quyền thông qua các hoạt động tố tụ. ở Việt Nam không có khái niệm danh xưng nào gọi là những đối tượng vi phạm pháp luật là những nhà hoạt động nhân quyền, bất đồng chính kiến hay tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị. những luận điệu mà các tổ chức chống phá đưa ra, báo cáo nhân quyền mà các tổ chức lấy danh nghĩa về nhân quyền đưa ra hàng năm nhằm cáo buộc tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là dựa trên những thông tin thu thập theo kiểu có hợp nhận phím diện xuyên tạc của chủ đích theo một chiều không phản ánh đúng hiện thực khách quan do đó những luận điệu của các cá nhân tổ chức thù địch thiếu thiện trí lấy cớ nhân quyền để quy chụp chống với Việt Nam chỉ là những luận điệu lạc lõng bài học cảnh tỉnh sự lầm đường lạc lối của một thầy giáo Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can bắt tạm giam Bùi Văn Thuận sinh năm 1981, cư trú tại tổ dân phố Hữu Nhân, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội làm tàng trữ, phá tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Việc Bùi Văn Thuận bị bắt khởi tố theo điều 117 Bộ luật hình sự đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, dư luận xã hội và là điều đã được dự báo từ trước sau các hoạt động tuyên chuyển xuyên tạc trong quan đất nước, bôi nhọ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước. Vậy nhưng, một số cá nhân tổ chức báo đài có tư tưởng thù địch như Đất Việt, Đá Châu Tự Do, RFA đã bỏ qua sự thật, ngay lập tức đăng tải các bài viết ca tụng hành vi tuyên truyền chống quan đất nước khóc thuê cho Bùi Văn Thuận, đồng thời lợi dụng vụ việc này để đà kích Bùa cáo chính quyền Việt Nam bắt người bất đồng chính kiến, đàn áp dân chủ, bỏ tù người hoạt động cấp tiến. Hành trình lạc lối. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình năm 2000, Bùi Văn Thuận là sinh viên của trường cao đẳng thương mại Hà Nội, sau đó là sinh viên khoa hóa, trường đại học sư phạm Hà Nội 1. Ra trường Thuận làm giáo viên hợp đồng một số trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội. Trong khoảng thời gian này Bùi Văn Thuận bắt đầu con đường lệch lạc từ chỗ đăng tải các vấn đề tiêu cực trong xã hội ở Việt Nam, thuận được các đối tượng cầm đầu cốt cán trong nhóm hội em dân chủ, NOU u, mọc nối, lôi kéo tham gia các hoạt động tuần hành, tụ tập đồng người, biểu tình gây rối an ninh trật tự trên địa bàn Hà Nội. Dưới danh nghĩa là những người yêu nước phản đối hành vi phạm pháp của Trung Quốc tại Biển Đông. Từ năm 2013, mặc dù đang dạy hợp đồng môn hóa tại trường Trung học Phổ thông Dân lập Bình Minh, Hoài Đức, Hà Nội, trường Trung học Phổ thông Dân lập Phương Nam, Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhưng trên các trang mạng xã hội và blog cá nhân, Bùi Văn Thuận đã thường xuyên đăng tải chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh với nội dung tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, bôi nhọ danh dự uy tín hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước. Đồng thời Bùi Văn Thuận đã công khai ủng hộ tư tưởng hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng chống phá đất nước, vi phạm pháp luật trong hội anh em dân chủ Việt Tân, NOU như Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân, Phạm Văn Trội, Nguyễn Lân Thắng, Phạm Đoàn Trang. Sau đó Phạm Văn Trội, sinh năm 1972, trú tại Thường Tín Hà Nội, là đối tượng cốt cán trong tổ chức phản động Hội Anh Em Dân Chủ, móc nối thuận, tham gia các hoạt động chống phá đảng nhà nước, lôi kéo và tổ chức và được tin tưởng giữ vai trò cốt cán. Bùi Văn Thuận cùng các đối tượng chống đối đã lợi dụng danh nghĩa phản đối đường lưỡi bò để tham gia các cuộc biểu tình tuyên truyền lôi kéo kích động người dân, chủ yếu là học sinh sinh viên tụ tập biểu tình gây dối an ninh trật tự tại thủ đô Hà Nội. Giữa năm 2016, Vũ Văn Hùng là trưởng ban đại diện miền Bắc của Hội anh em Dân Chủ, lôi kéo kết nạp Thuận làm thành viên Hội anh em Dân Chủ, có nhiệm vụ phát triển lực lượng tại Hòa Bình. Bùi Văn Thuận sử dụng tài khoản Facebook Thuận Văn Bùi, Thuận Bùi, Dân Việt, tài khoản Sky, Minh Thuận, .ntd để tham gia nhóm kiến trên Facebook và họp trực tuyến của Hội anh em Dân Chủ. Ngày 19 tháng 10 năm 2016, Hội Em Dân Chủ tổ chức đại hội trực tuyến. Bùi Văn Thuận được Nguyễn Văn Đài bầu làm thành viên ban truyền thông với nhiệm vụ quản trị các trang web fanpage, nhóm kín. Năm 2017, Bùi Thuận trực tiếp lập nhóm chống đối, nghiên cứu thể chế với tư cách là thư ký của nhóm cùng các đối tượng Nguyễn Vũ Bình và Lê Anh Hùng với mục đích nghiên cứu chuyển đổi thể chế Việt Nam từ độc tài toàn trị sang dân chủ pháp trị. Trong khoảng thời gian này, Phạm Văn Trội cùng một số đối tượng cầm đầu cốt cán trong hội em dân chủ đã bị công an thành phố Hà Nội bắt. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử tuyên phạt các đối tượng những bản án thích đáng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Sau đó không lâu, Bùi Văn Thuận đã đưa vợ con về sinh sống tại xóm quyền xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy, Hòa Bình. Từ năm 2018 đến trước thời bị bắt, Bùi Văn Thuận cùng vợ con sinh sống làm việc tại phường Mai Lâm thị xã Nghi Sơn Thành Hóa Trượt dài với những hoạt động tuyên truyền chống phá đất nước Với vai trò là thành viên của cái gọi là Ban truyền thông của hội anh em dân chủ Để quản trị các fanpage nhóm kín Bùi Văn Thuận đã lập và sử dụng các thỏa đoàn Facebook cá nhân Thuận Văn Bùi Từ Việt Dân Và fanpage Cha già dân tộc Danh nhân văn hóa quốc tế Việt Nam Với mắc trên Thuận thường xuyên viết đăng tải chia sẻ phát tán hàng trăm bài viết bình luận của nội dung tuyên truyền xuyên tạc chế độ đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước xuyên tạc bôi lem về tiểu sử thân thế sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh đưa nhiều bài viết bóp méo sự thật xuyên tạc vu cáo nhà nước ta vi phạm dân chủ nhân quyền xuyên tạc vu cáo cấp chính quyền vi phạm trong quá trình thực hiện các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước tuyên truyền chống phá đại hội 13 của đảng xuyên tạc công tác phòng chống dịch Covid-19 của đảng nhà nước, chính quyền địa phương. Điển hình như trên các chuyên mục tìm trọi chó võ đài, điểm tin và bình loạn, bản tin ưu việt ngạo nghễ, Buôn Thuận đã đăng tải các bài viết đấu đá giữa các phe cánh, thanh trừng phe nhóm, sói trọi chó Hà Nội, Bình Phước và tình hình trọi chó. Tiền xây dựng tượng đài nghìn tỷ ở đâu? Đại hội thành công để làm gì? Tam quyền phân lập trong thể chế độc tài. Ngoài ra mặc dù nhiều đối tượng cốt cán trong nhóm hội em dân chủ NOU đã sống lưu vào nước ngoài hoặc đã bị lực lượng chức năng bắt xử lý về các hành vi chống phá, vi phạm pháp luật. Nhưng Bùi Văn Thuận vẫn thường xuyên liên lạc móc nối quan hệ với các đối tượng chống đối khác như Nguyễn Lần Thắng, Mai Phương Thảo, Lê Nguyễn Hoàng, Trương Văn Dũng, Ngô Duy Quyền, Lê Thị Công Nhật. Đồng thời Bùi Văn Thuận cũng đã viết nhiều bài có nội dung xuyên tạc chống phá đất nước, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, nhằm làm cho học sinh sinh viên có nhận thức sai lầm về lịch sử, thành quả cách mạng, các đối tượng đăng tải trên trang luật khoa tạp chí và một số trang mạng khác. Gần đây nhất, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, Bùi Văn Thuận đã liên tục đăng tải các bài viết với nội dung phản cảm, ngôn từ dung tục, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Điển hình như ngày 23 tháng 8 năm 2021, Bùi Văn Thuận đã đăng bài viết xuyên tạc chính sách tiêm chủng vaccine phòng covid 19 bôi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước hay những ngày gần đây trên facebook cá nhân thuận văn bùi thuận liên tục viết đăng tải chia sẻ nhiều bài viết xuyên tạc về chủ trương biện pháp liên quan đến công tác phòng chống dịch tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam bôi lem uy tín danh dự các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước chính quyền địa phương các lực lượng công an quân đội đang trực tiếp tham gia chống dịch tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam với những hành vi tuyên truyền xuyên tạc chống phá đất nước trong thời gian qua, việc cơ quan an ninh điều tra công tỉnh Thanh Hóa bắt khởi tố đối với Bộ Văn Thuận về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội Việt Nam. Theo quy định tại khoản 1 điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 là hoàn toàn thích đáng.